sin chamo, no hay. Cái buổi của live phát video của tôi ngày hôm nay sẽ tiếp tục cái bài viết về là thành tựu đấu tranh dân chủ của ký giả Đồng Trang. Phần 4 ngày hôm nay sẽ là cái phần đó là đánh đàn. Thì gần đây Phạm Đông Trang luôn là chụp ảnh với cây đàn Rita. Hàng tuần bà đều viết trên Facebook rằng là bà rất yêu đàn, không thể sống thiếu đàn và sẽ vũ bỏ công danh quyền lực để hành nghề đánh đàn sau khi lật đổ xong chế độ. Tuy nhiên cần lưu ý rằng bà Trang mới chỉ viết về đàn và chụp ảnh với cây đàn kể từ sau là sốc chuyện thông quanh vụ là Tùng Dương và chửi nhạc Bolero hồi giữa năm 2017 thôi. Nói cách khác, có thể chính tiếng chửi của cậu Tùng Dương đã khai sinh ra tình yêu âm nhạc của bà Đông Trang, để bà Trang tạo nên hình tượng một chính khách là không tham quyền, có tâm hồn nghệ sĩ. Do phải dành hầu hết thì giờ để chụp ảnh với cây đàn hoặc là để phát biểu về tình yêu âm nhạc của mình trên Facebook. Và bà Trang không còn thì giờ để học nhạc, khiến bà đánh đàn không được hay. Tuy nhiên bà vẫn chụp ảnh với cây đàn luôn luôn, và tiếng đàn Đôn Trang vẫn luôn được những người dân là dân chủ suy tôn như một quyền thoại là chấm công. Trong bình luận về tình yêu với sự nghiệp đánh đàn của bà Trang, Lóc Nguyễn Biên Cương đã mổ xẻ rất sâu sắc quẩn ức sau tình yêu cây đàn của bà. Trong lời phát biểu khi nhận giải Homo Homini, Đông Trang Thiên Ngô tố rằng là bà đấu tranh để mọi người Việt Kiều được sống an nhàn, tha hồ đọc sách và hát tình ca. Qua đó, Trang muốn tạo ra ấn tượng rằng bà đấu tranh vì tri thức, cây đẹp và tình yêu, tức những cái giá trị rất là tốt đẹp. Theo kinh nghiệm của tôi, thì người ta chỉ chiến đấu để bảo vệ môi trường sống quen thuộc và ưa thích của họ. Chỉ những người sống trong trí thức, cái đẹp và tình yêu mới có tư cách bảo vệ trí thức, cái đẹp và tình yêu. Trong khi đó, qua bốn cục và nội dung của cuốn mà chật nảy bình nâng của bà ra đó, có thể thấy bà Trang không quen sống trong môi trường trí thức mà chỉ quen sống trong môi trường tuyên truyền. Qua quyệt, bà không thể im lặng thưởng thức âm nhạc mà dành cả ngày để viết về tình yêu nhạc trên Facebook và chụp ảnh khi làm dáng với đàn Rita. Có thể thấy bà không biết thưởng thức nghệ thuật mà chỉ dùng nó để khoe mẽ. Tôi không rõ bà Trang có biết yêu hay không, vì không thấy bà viết về chuyện này, trừ lời tự thú trước đêm 30 khi các bức ảnh xếp về thời yêu đương ăn sai của bà bị tung lên mạng. Tuy nhiên, qua ngôn ngữ của bà và việc bà dành quá nhiều là status để than thở về tấn bi kịch của bản thân, tôi nghĩ bà người hận đời, tự coi mình là nạn nhân và thích đổ lỗi cho người khác. Người ta khó mà yêu được một cách chân chính khi mang những người tâm lý như vậy. Tóm lại, bà Trang không tận hưởng tri thức, cái đẹp và tình yêu trong đời sống thường ngày, thì bà sẽ không hiểu chúng và không có tư cách đại diện là cho chúng. Bà không thể bảo vệ thứ mà bà không đại diện. Bà chỉ nhân danh chúng để thỏa mãn những ham muốn thật của bản thân mà thôi. Chẳng hạn khi dùng bài Bèo Dạt Mây Trôi để mở đầu bài phát biểu của mình, bà Trang muốn thể hiện rằng mình là một thành phần vô hại, yếu đuối, dễ bị tổn thương và chỉ được thúc đẩy bởi những cái động lực tốt. Làm tốt thế, bà sẽ nhận được sự là thương hại của dư luận và chính giới phương Tây. Tuy nhiên, nếu khán giả của đủ trình, họ sẽ nhận ra bài hát đó không hề ăn nhập với chủ đề
của buổi lễ trao giải và với nội dung các hoạt động của bà. Họ sẽ thấy bà Trang lạc đề một cách cẩn cẩn. Thì để kết thúc cái bài viết của tôi thì tôi cũng thầm luôn thêm chút gì cho nó sâm tụ với dễ mà. Thì ngoài cái việc đó là chẳng những đã xấu người, xấu tính, xấu nết, miệng thì lúc nào cũng bô bô là người ta đây là mà là phụ nữ là yếu đuối vân vân các kiểu, ta đây không có thể nào gây hại cho đến gì, cho là cho người khác vân vân các kiểu. Nhưng mà tôi thấy giữa cái lời nói và cái hành động của bà này thì tôi cảm thấy là mâu thuẫn. Mà ở cái mặt kia thì bà ta bảo mình là một cái cá nhân rất dễ tổn thương, nhưng mà bà ta lại đi chuyên gia đi là đâm chọt rồi thậm chí là gì triệt hạ những cái học học trò của bà ta mà phải nói những cái thủ đoạn bẩn chứ chẳng tốt lành gì cả. Mà xem ra thì nói chung ra thì ở trung quy mấy cái đám dân chủ cội hay như bà Trang này nói riêng, cái đám những cái hội nhóm và đám dân chủ cội khác nói chung thì tất tần tật đối với bọn chúng này thì lúc nào cũng dành những cái biệt từ rất là tốt đẹp, ta đây vì dân vì nước các kiểu. Nhưng thật ra thì miệng thì nói thì tay sẽ làm những xin tiền viện trợ của mấy đám trầm cộng ở ngoài, viết những bài tuyên truyền vô láo vô liếu gửi qua báo cáo nhân quyền cho tụi nó để kiếm sống, mà kiếm sống cái nhà là kinh doanh chính trị và xúc tiến dân chủ nhân quyền cho bọn Mỹ Tây Long để kiếm đô sống, chỉ có nhiều đó thôi, đơn giản. Và tụi cũng kết thúc là chuyện ở đây thôi, nói chung nó dài cũng nó dài. Xin chào. Thank you.